Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần Làm Những Tấm Lòng do Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, gia đình nhỏ vốn đang sống yên vui hạnh phúc, sau những giờ đi làm về, mọi người quây quần bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, lo lắng chăm sóc cho nhau và vun vén cho cuộc sống mai sau. Thế nhưng, tất cả dường như đã trở nên xa vời khi cuối năm 2019, một thành viên của gia đình không may mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình ông Trịnh Văn Cường, bà Nguyễn Thị Sen, vốn thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa. Cuộc sống của gia đình ông bà càng thêm khốn khó cơ cực hơn khi cuối năm 2019, con trai của ông bà sau khi đi khám phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Qua nhiều lần điều trị, phẫu thuật, sức khỏe của anh Nam ngày một yếu. Khi tôi bắt đầu tôi đi làm thì bắt đầu là cứ cúi xuống là thấy cái cổ của mình nó bị nghẹn lại, rồi bắt đầu là khó thở, rồi chóng mặt. Thì bắt đầu là bởi đấy là tôi suy nghĩ rồi xuống đi sang bệnh viện huyện, không phát hiện ra được bệnh thì bắt đầu mới chuyển xuống bệnh viện tỉnh. Thì sang với bệnh viện tỉnh thì bắt đầu là đi xuống lấy chụp chiếu các thứ thì phát hiện trong cơ thể, trong cái ngực của em cũng có một khối u trung thất. Thì bắt đầu là bệnh viện tỉnh mới chuyển sang bệnh viện ca. Thì bệnh viện ca bắt đầu với chụp chiếu thì mới phát hiện ra là một khối u rất là to ở như trung thất và một khối u nằm ở phổi. Anh Nam vốn là lao động chính trong gia đình gồm có 6 khẩu. Từ ngày mắc phải bệnh hiểm nghèo rồi đi điều trị khắp nơi, gia đình anh càng thêm cùng cực. Trong quá trình điều trị, gia đình anh đã phải vay mượn của anh em bạn bè số tiền hơn 200 triệu đồng. Quá trình điều trị thì vợ mới đi làm công ty được 1 tháng thì phải bỏ việc để đi chăm chồng. Thì còn được 2 đứa con nữa là ở nhà với ông bà chồng, ông bà thì già yếu hết thì phải trông 2 đứa nhỏ. Còn các chị gái ở trong nhà thì cố gắng là xoay sở tiền cho em để đi chữa bệnh, đi vay mượn anh em rồi vay mượn hàng xóm. Mỗi người giúp một ít rồi hàng xóm, toàn bộ cả công sở Thiệu Giang, cả xã thì góp lại để lấy tiền để cho em đi điều trị bệnh. Từ ngày anh Nam mắc bệnh hiểm nghèo, chị Tuyến vợ anh nghỉ việc để chăm sóc cho chồng trong quá trình phải đi điều trị ở các bệnh viện. Bố mẹ anh Nam tuổi đã cao, sức đã yếu. Năm nay ông bà đã ngoài 70 tuổi, vẫn phải cố gắng lao động, làm vai sao ruộng để có nguồn lương thực nuôi 2 cháu nhỏ. Thương cho hoàn cảnh của gia đình ông Cường bà Sen, vốn đã thuộc hộ nghèo lại không may mắc phải những bất hạnh của cuộc sống. Cấp ủy chính quyền xã Thiệu Giang, bà con làng xóm trong thôn Đà Lộc thường xuyên tới thăm hỏi, chia sẻ về những khó khăn của gia đình. Ai cũng thương cảm, mong anh Nam nhanh khỏi bệnh để gia đình ông bà đỡ phần vất vả cơ cực. Riêng thôn là cũng có cái mong muốn là cũng đang muốn kêu gọi coi như là những nhà hảo tâm đi làm ăn xa và những người có kinh tế là để hỗ trợ về gia đình, cùng với gia đình là chạy chữa cho em để cái bệnh tật của em qua khỏi đi được. Nhưng trong cái thời gian này là gia đình đang gặp nhiều khó khăn lắm. Với những nỗi đau về bệnh tật, đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả cơ cực trong cuộc sống. Số tiền vay mượn chữa bệnh đã quá lớn, vượt qua khả năng của gia đình. Trong khi anh Nam đang phải tiếp tục điều trị, bản thân ông Cường, bà Sen, tuổi đã cao, sức đã yếu, không thể tiếp tục lao động. Cuộc sống của gia đình ông bà sẽ đi về đâu nếu thiếu sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm trong cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Trịnh Văn Nam, thôn Đà Lộc, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977-270-200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500-201-026-060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!